Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc, là cầu nối giữa cá nhân với cộng đồng. Hiện nay, trong đời sống xã hội hiện đại, gia đình đang đối mặt với nhiều tác động của cơ chế thị trường, cả tích cực lẫn tiêu cực. Để củng cố, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương và giải pháp thiết thực, mà trọng tâm là nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình cho mọi công dân. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình từ năm 2017 nhằm hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ, văn minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ những chuyển biến mạnh mẽ tích cực khi thực hiện chương trình thí điểm, năm 2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 224/QĐ-BVH-TT-JL chính thức ban hành Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình triển khai trên địa bàn toàn quốc. Trên cơ sở tiêu chí ứng xử chung, nhất là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, Bộ Tiêu chí đưa ra những nguyên tắc ứng xử phù hợp với các đối tượng cụ thể trong gia đình. Với vợ chồng, tiêu chí ứng xử đặt yếu tố chung thủy, nghĩa tình lên hàng đầu. Trong quan hệ ứng xử giữa cha mẹ, ông bà với con cháu, thì tiêu chí tiên quyết của cha mẹ, ông bà là gương mẫu, yêu thương con cháu. Đáp lại, con cháu phải hiếu thảo và lễ phép với ông bà, cha mẹ. Với anh chị em trong gia đình, tiêu chí quan trọng nhất là hòa thuận và chia sẻ. Thanh Hóa là tỉnh đi đầu trong việc chủ động triển khai thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình từ năm 2018. Trong quá trình thực hiện thí điểm Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình đến nay, các địa phương đã triển khai tuyên truyền, thực hiện tốt Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình mang lại hiệu quả tích cực như huyện Đông Sơn, Quảng Sương, Nga Sơn, Quan Sơn, Yên Định. Thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đội ngũ cán bộ văn hóa chuyên trách đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Bộ Tiêu chí ứng xử đến người dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Chương trình triển khai cái kế hoạch tuyên truyền Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình thì đến hiện nay trên địa bàn toàn huyện Đông Sơn, các hộ gia đình đều là thực hiện đầy đủ các nội dung tiêu chí, và đặc biệt là trong cái tình trạng bạo lực gia đình là hiện nay trên địa bàn Đông Sơn cũng không còn xảy ra các cái tình trạng bạo lực gia đình. Qua đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy được là cái tầm ảnh hưởng và cái mục tiêu của cái Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình thì nó đã được mọi người dân đồng tình thực hiện và theo cái nội dung các tiêu chí. Nội dung cụ thể của Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình được thể hiện qua những khẩu hiệu tuyên truyền như tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ, vợ chồng chung thủy nghĩa tình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Qua các khẩu hiệu băng rôn tuyên truyền trực quan đó, nhân dân các địa phương trong toàn tỉnh đã nắm rõ những nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình và có sự điều chỉnh về nhận thức, hành vi ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. Bộ tiêu chí này tôi thấy rằng xây dựng, có thể nói là làm thế nào để cho ông bà, cha mẹ thì luôn luôn mẫu mực, con cháu thì hiếu thảo, gia đình thì sống có một cái sự chia sẻ với nhau, mỗi khi là vui, mỗi khi có buồn, và mỗi khi có các cụ già như chúng tôi yếu đau thì con cái tập trung chăm sóc. Có thể nói là cái bộ tiêu chí này người ta giúp cho các gia đình ấy, để hiểu được thế nào là cái nếp sống văn minh mà ngày xưa các cụ đã truyền lại được. Sau khi gia đình tôi sử dụng bộ tiêu chí ứng xử gia đình thì tôi thấy là nội dung rất là dễ nhớ và dễ áp dụng. Cụ thể trong gia đình tôi thì tôi thấy là các thành viên trong gia đình là hòa hợp với nhau hơn, tương tác với nhau nhiều hơn và rất là thiết thực, gia đình hòa thuận hơn. Để bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đi vào cuộc sống, trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với vai trò là đơn vị chủ quản đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan kịp thời hướng dẫn các địa phương trên địa bàn tỉnh nhân rộng các mô hình, lựa chọn cách làm sáng tạo để triển khai như tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, in ấn tờ rơi tập gấp
sản xuất pano áp phích tuyên truyền về bộ tiêu chí tại cơ quan, công sở, trường học, nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố. Đặc biệt, tổ chức các hội thi, hội diễn cho các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, sử dụng nhiều hình thức sinh động như hát múa, hoạt cảnh, hò vè, sử dụng băng hình để giới thiệu nội dung, ý nghĩa của bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, làm sáng rõ được vai trò của gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình. Đối với đội tuyển thành phố Thanh Hóa thì mặc dù trong cái điều kiện rất là bận rộn, nhưng mà các thành viên trong câu lạc bộ gia đình đã dành thời gian để tham gia tập luyện, làm đem đến hội thi những cái thông điệp tuyên truyền có hiệu quả về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố. Thông qua cái hội thi tuyên truyền năm nay thì là một cái điều kiện tốt để cho các huyện thị thành phố được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân là thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thường xuyên và các đợt tuyên truyền cao điểm nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ngày càng được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần truyền thông văn hóa, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Bằng những cái việc làm hết sức là cụ thể và thiết thực thì bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình bước đầu thì đã được người dân đón nhận đồng thuận. Và nhiều cái tiêu chí trong cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thì đã được lan tỏa thành những cái nghĩa cử, những cái hành động tốt đẹp trong cuộc sống trong thời gian tới. Để cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tiếp tục được duy trì, triển khai đạt cái hiệu quả thì trước hết là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tiếp tục sẽ cùng với các cấp chính quyền địa phương, các sở ngành đoàn thể tăng cường hơn nữa cái công tác truyền thông về cái bộ tiêu chí này. Đấy. Xây dựng nhân rộng cái mô hình điểm và tôn vinh những cái cá nhân tổ chức mà làm tốt cái việc là đưa cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào cuộc sống. Đặc biệt là sở sẽ có cái kế hoạch để phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo để tập trung tuyên truyền đưa cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình này đến gần hơn với những thế hệ học sinh, sinh viên ở các bậc học trên toàn tỉnh. Cái việc thứ hai nữa là sẽ tham mưu phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để từng bước đưa cái việc triển khai thực hiện cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình này gắn với cái tiêu chí xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, rồi là khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, để cái bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thực sự là đi vào cuộc sống và góp phần thực hiện thắng lợi cái chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, để mà xây dựng cái gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo đúng cái nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tạo cái nền tảng góp phần để xây dựng xã hội hạnh phúc và tạo cái động lực cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Có thể thấy rằng nội dung bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đã đúc kết những giá trị tốt đẹp trong văn hóa ứng xử của gia đình Việt Nam, có tính khả thi cao khi triển khai vào thực tế đời sống xã hội. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đã và đang được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò tích cực của mỗi gia đình đối với tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội ở từng địa bàn dân cư và trên phạm vi cả tỉnh, cả nước. Bởi gia đình hạnh phúc thì quốc gia thịnh vượng.